Xin chào tất cả các bạn. Tôi hôm nay xin chia sẻ các bạn cách để thao tác đưa gậy của người cách đi với người golfer sao cho thật là an toàn trước diễn biến tình hình dịch bệnh hiện nay. Thì theo kinh nghiệm của tôi, các bạn có thể cầm phần thân gậy và giữ phần thân gậy và đưa gậy của người golfer ở phần cán gậy. Khi chúng ta nhận gậy thì chúng ta nhận gậy ở phần thân gậy, tuyệt đối tránh điểm tiếp xúc chung giữa cách đi và golfer. Tương tự như trên, tôi có ở đây là một cái dù, thì tôi cũng sẽ mở dù ra, tôi cầm phần thân dù và tôi đưa cho người golfer ở phần cán dù. Khi tôi nhận dù, tôi cũng giữ ở phần thân dù và từ từ đóng cái dù lại. Như vậy, hai cách thức trên chúng ta có được điểm tiếp xúc chung khác nhau giữa cách đi và golfer để bảo vệ an toàn cho cách đi và golfer ở mùa dịch này. Tôi xin cảm ơn, chúc các bạn sức khỏe. Khi các bạn đi phục vụ 3 lỗ, 4 lỗ, 5 lỗ trở lên, các bạn nhớ dùng dung dịch cồn này để mà sát khuẩn trên tay các bạn, để giúp các bạn sát khuẩn tất cả những vi khuẩn trên gậy để giữ an toàn tất cả, tuyệt đối anh em chúng ta. Xin cảm ơn tất cả các bạn.